Bên kia nè bác ạ. Với lại cái gặm mặt. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi sáng ngày 17 tháng 11 năm 2019 thì rất vinh dự chúng tôi đón bác Tâm ở tại Bến Sơn, cầu Bến Sơn, thị trấn Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Bác ra ký duyệt bộ sập chân quỳ gỗ Hương Đỏ. Đây là chiếc xe của anh con trai bác đây. Thì đây quý vị thấy đây. Trên mặt là chiếc sập gương đỏ Hương Nam Phi, có kích thước 1m8 x 2m2 bằng chất liệu gỗ hương ấy. Đây là hình ảnh của anh con trai bác cũng như là bác Tâm đây. Đây chiếc cửa đây là cơ sở chúng tôi được quý vị thấy đấy. Mọi người nhu cầu liên hệ tới xưởng theo số điện thoại là 0957 50086 nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Cái chiếc sập này thì bác đã đặt chúng tôi một thời gian khá lâu rồi. Hôm nay chúng tôi hoàn thiện rồi. Hôm nay bác đã ra để xem phần mộc trước khi chúng tôi bàn giao cho bác.